Hello anh em nha. Rồi, hello mọi người. Tiếp tục. Anh em thông cảm chút nha, 9 giờ mà bây giờ 10 giờ rồi, mưa quá. Tiếp tục. Mưa quá anh em. Mới tặng anh em mưa ghê quá anh em ơi, mưa mà đi mà tạt nước mặt luôn. Thông cảm chút nha. Chậm trễ cho vòng 1 tiếng. Điện toán cao rồi. Xin cáo lỗi với anh em, cáo lỗi, thật sự là cáo lỗi. Thì chào Uông Văn nha, Văn Uông nha. Mưa kinh vậy sư phụ, ở mưa ghê lắm à. Ở Trung Nguyên ơi. Quá trời mưa luôn. Anh em chia sẻ nha, chia sẻ dùm mình Tuấn. Cảm ơn mọi người. Mưa quá trời mưa mới tặng xong, mới ăn xong anh em. Chia sẻ anh em, chia sẻ đi, được có người nào chia sẻ cho ta, chưa người nào chia sẻ hết. Phú Yên ra đây gần mà anh em, hơn tiếng hồi cho mấy chi ha ha. Đi về muộn thế anh, ở mưa quá Lê Vũ Tiến ơi. Vừa ăn vừa lái thì vất vả quá. Ok mọi người nhá. Rồi. Bữa nay lại hàng hóa nhiều nha anh em, hàng hóa nó khá là nhiều nha. Sao camera này mờ thế nhỉ, tối quá anh em, hơi tối. Tối cũng được thì chúng ta phân tích dữ liệu nó nét. Rồi thì thế này, thì đầu tiên thì Tuấn xin chia sẻ như này này. Thứ nhất là anh em học nghề ở đây thì ở đây còn một anh em chưa về ở ngoài Bắc, thì có làm trực tiếp thì anh em mới biết thôi. Đấy, hôm nay hai động cơ lắp vào thì cái lắp thứ nhất là chúng ta phải nhờ vào thợ tiện đấy, tốt. Thứ hai là phải tay nghề. Có rất nhiều anh em bị ăn hằn ở trạng thái nhiều cái xe mang vào, đúng không ạ, hơi kêu hoặc là hở bạc, chúng ta nhận xong thì chúng ta cũng mất guarantee đấy, hoặc đồng thời bị hụt ga, hoặc đồng thời phải kéo hết tay ga thì anh em mới khởi động được. Đấy, ở trạng thái không cần kéo ga thì không khởi động được, nó có rất nhiều nguyên nhân. Rồi còn vấn đề mà lắp vào để động cơ kêu thì cái đó là mình không nói rồi. Nè, nhiều xe mang vào đa số anh em bị 2-3 ngày ăn hằn, cứ lắp động cơ vào đề lại khó nổ. Đấy, khi mà đi làm động cơ vào, khách hàng mang vào thì nó chẳng qua nó chỉ có kêu và đồng thời hao nhớt hoặc là hở kết nước, đúng không ạ? Khi lắp vào thì chúng ta đề dai khó nổ hoặc là đề không nổ,
hoặc là đề lên thì lại không có RPM, vòng tua máy không có, đề cứ chết, cứ chỉnh tới chỉnh lui, xúc học ga, vân vân. Đấy thì anh em hãy cố gắng, rồi chúng ta phải cố gắng lên một chút nữa, đúng không ạ? Còn làm cái động cơ ấy thì anh em ở khu vực anh em mà mình có nhìn thấy trực tiếp đâu, mình không thể nào hỗ trợ được 100% được. Rồi nhiều anh em vậy làm hơi xong, xoáy xúc bắp làm xong, làm chán làm no lắp vào con xe bị bệnh. Thế hỏi bảo, em mới lắp xúc bắp mà anh yên tâm đi, vào thông số sai be sai bét, bảo anh kiểm tra lại xúc bắp, em mới xoáy xúc bắp mà anh. Thế mở ra thì lại bị cái lửa. Đấy, nhiều anh em cứ tin tưởng thợ tiện, rồi anh em lắp vào thì anh em lại dính trưởng. Đấy. Rồi không có gì khác thì con xe này em lại tiếp tục cho mọi người, em nói thật sự mọi người này, cho anh em lớn này và thì Tuấn chia sẻ với nhiều anh em trẻ này. Làm con xe quan trọng là ngon và ECM miễn sao tối ưu, đúng không ạ? Trừ 3-4 thì tùy theo dòng xe, dòng xe 11, 12, 13 là bình thường, bởi vì lúc này con ECM nó tính toán được mà, đúng không? Đấy, nó bảo ông này đang thiếu oxy, thừa oxy, tôi tính toán là cái tín hiệu xung cho kim phun, đúng không ạ? Đấy, dài ngắn đủ cái lượng xăng cung cấp xuống cái động cơ, rồi tiếp tục oxy ngửi, tiếp tục lại báo giá trị về điện áp IC, IC tiếp tục lại tính toán, đúng không ạ? Cứ không quan trọng lắm. Anh ơi, con xe này thì mẹ nó âm khoảng 12, 13, con xe này âm 3, nó hơn nhau cái gì? Miễn sao O2 nằm trong giải, ECM vẫn tính toán được, trừ khi nó âm tới 20 hay mấy thì các bạn cứ vậy kim mà chơi. Còn riêng SH này nhá, thì hôm nay tiếp tục vẫn là 3 triệu, anh em chỉ cần chốt một phát, Tuấn ơi thay cái này cho mình vào được 14 phải mấy, ok ngay. Đấy, anh em không quan quan trọng đó, nhiều anh em cầm cái máy lên, Tuấn ơi nó có khoảng 13 phải mấy, trừ khi là 12, 13 chúng ta sẽ sợ, 12, 13 chắc chắn sẽ là kim, hoặc cái gì đấy, đa số là bị kim nhiều đấy nha. Nếu 12, 13 còn 15, 16 thì lúc này là gì, là thiếu nhiên liệu đấy, thiếu nhiên liệu thì lúc này thừa oxy đấy, thì lúc này sẽ là 16, 17, đúng không ạ? Thời gian phun sẽ dài ra và tùy thuộc vào cái kim có zin hay là không zin, kim xài tốt hay kim xài vừa vừa hay kim rẻ tiền, cứ miễn sao các bạn cảm thấy làm được, đạt con xe là chạy ở vận tốc tốt, ECM tối ưu cộng trừ khoảng 10 mấy%, ok. Con xe này tôi dám đưa 10 triệu đêm nay luôn đấy, có anh em nào thách thức thì đưa vào nha. Đấy, đừng có nhìn thông số. Rồi tiếp tục. Sơn Nam ơi, bây giờ anh xin phép em xin lỗi em, cái này anh xin lỗi em trước nha. Đêm nay nhá, em bảo con xe này về 14,7, anh tin tin tài khoản cho em 10 triệu luôn. Được chưa? Em chỉ cần chốt ăn một ban. Tuấn ơi, hoặc là anh ơi lấy cái này anh thay vào đúng được 14,7 thì phải anh nổ tài khoản tin tin 10 triệu ngay. Thì mẹ được cuộc đời anh ghét nhất mấy cái thằng mà bảo cầm máy lên đi mẹ phân tích đúng dữ liệu thì mẹ ăn cưa đầu cho đá bóng luôn. Anh nói thật luôn đấy. Nam ạ. Mẹ nó cuộc sống anh không phải tài giỏi đâu, nên được ngày hôm nay cái lượng xe ăn thì để ăn bào hết rồi nhá. Anh không phải là kỹ sư. Miễn sao con xe mang vào ăn lượng. Con xe này hôm nay của anh làm máy khoảng 3 củ. Đấy. Em chạy ngon là ok rồi nha. Tiếp tục. Vô. Hôm nay em gọi vài thầy rồi, vài thầy trả lời với em là kim phun mới thay cảm biến map, khéo nó đốt tiệm nha. Đấy, buổi chiều hôm nay em gọi cho mấy thầy bảo thầy ơi coi giùm em cái thông số này, bị cái gì. Mấy thầy bảo là kiểm tra map, map bảo từ 1V2 cho tới 2V2, 2V5, 2V6 là cao, thay map thì phải khéo đốt tiệm của mấy thầy đấy. Đấy, lỡ hứa live stream rồi. Rồi, thì live stream luôn. Bỏ vào đây cho đỡ phải cầm, nó mỏi tay. Bật cái ballast lên, pin nhiều mà. 13 Pro này mẹ sạc pin 100% pin xài và tẹt bô. Rồi, nét chưa cả nhà? Đây, cũng coi như một người xem live ở cái bên, nét như Sony. Đó. Rồi, đầu tiên bây giờ động cơ này. Rồi, bây giờ đọc lỗi cho mọi người an toàn. Rồi, IC không có mã lỗi.
À, thích thì reset một cái nữa cho nó đảm bảo. Rồi, reset IC thành công. Off, mở on, nổ máy 10 phút. Bỏ qua chế độ nổ máy. Tắt khóa để thiết lập. Rồi, vào xem mã của con IC. Thông tin của IC. Chết, không kết nối được. Rồi, ok. Bản phiên bản này zin không cần chuẩn, chuẩn thì không cần chỉnh, đúng không ạ? Chuẩn rồi thì cần gì phải chuẩn đoán. Chuẩn rồi thì không cần phải chẩn đoán đâu. Hứa nhưng vào muộn cả tiếng làm cho anh em hóng mái. Ok, do trời mưa quá anh em. Rồi, Lê Duy Khang chào toàn thể anh em. Rồi, xe hai bánh IC độ lên Deno. Bằng chuẩn ra đúng 14 nháy. Sao xe hai bánh khuya rồi phải học à? Ok rồi, mọi người công nhận phiên bản này là zin, bấm số 1. Một, yeah, số 1 đấy, zin bấm em số 1. Khuya quá hề, mới có 22 giờ mà ăn 12 giờ mới ngủ chứ, mới có 10 giờ mà. Một, chuẩn chưa? Phần mềm này không có bố cụ nào can thiệp cả. Zinet. 1101. Bấm em cái số 1. Nếu ai công nhận là Zin. Còn ai bảo lô là kêu là lô. Trần Quốc Toản mẹ số 10 thì thua luôn rồi. Số 10 thì chẳng biết ăn bảo lô hay là Zin cả. Lô hay Zin thì em cũng thua. À. Ai bảo lô thì comment là lô, zin là 1, 10 là em thua. Ok, em mở Valat chơi mọi người luôn. Yeah, chia sẻ, đang xem thì chia sẻ. Mưa lâm râm chờ thầy buồn ngủ nha. Yeah, ngủ gì sớm hải hoài. Chúng ta cần phải thức, nếu chúng ta còn khỏe cần phải thức để học. Rồi, dữ liệu RPM, gốc đánh lửa, gốc bấm ga, điện áp, MAP, 100, Kappa, oxy 348, tủ u nguyên liệu, mặc định trên máy chẩn đoán, trừ 1. AQ 12,7V, IACV đang tắt đột ngột, nằm rơi ở cái giải 79 bước. Nhiệt độ khí nạp, IAT, cảm biến gió, 44 độ C, điện áp, 1V9, nhiệt độ động cơ đạt tới 63 độ C. Ok, điện áp 1V3, áp suất khí nạp MAP 100 Kappa, điện áp chuẩn DES 2V8. Hết. Tất cả mặc định của MAP luôn luôn chưa khởi động, lúc nào phải nằm từ 99 cho tới 100 Kappa, điện áp tối thiểu cho phép phải là 2V8. Rồi, bắt đầu hành trình đi tìm ai là triệu phú. Rồi, ok. Rồi, qua xem MAP và điện áp. Hai cái hàng cuối cùng, một cặp dao động. Map, điện áp. Giải thưởng vẫn là 3 triệu 6 tờ châu săn. Rồi, anh em để lại comment ở phía dưới. Rồi, đây. Tối ưu nguyên liệu vẫn trừ 10, 11. Oxy hoạt động thì không chuẩn, không chặt đi đâu nữa rồi.
nhảy từ thấp cho tới cao, nhảy từ 100 cho tới 900, dao động liên tục. Ai mua máy móc phụ tùng liên hệ với Facebook Tuấn Thần Đạt, đã ghim cái số điện thoại Zalo. Rồi, ok. Wow, phân tích ai là triệu phú đêm nay. Ai da, lỏng giác. Rồi, chào anh Canh Trần. Con này xúc bắp kém rồi. Chắc ở đây là anh Xuân Tín ăn lấy được 3 triệu rồi, anh bảo xúc bắp kém. Nếu anh Xuân Tín tới đây ngày mai đắp chuyến bay, em trả luôn 10 triệu để kiểm tra xúc bắp kém. Vé máy bay không biết bay từ đâu, Đình Tuấn hỗ trợ vé máy bay và kèm theo 10 triệu tiền mặt để ngày mai kiểm tra xúc bắp kém. Rồi, chúc mừng Xuân Tín. Con này xúc bắp kém rồi. Ok. Một người đầu tiên. Cho xin hỏi quý gian An Tín ở tỉnh thành nào? Nếu mà khu vực phía Bắc Hà Nội, ngày mai em book vé Việt Nam Airlines và 1 giờ 45 phút giờ bay, em đón tại sân bay Quy Nhơn Bình Định, vào cho anh kiểm tra xúc bắp. Rồi, ok. Máp xuống 37 kém. Ok. Cứ anh em nào bị xúc bắp, ngày mai em cứ trả tiền vé bay và đồng thời 10 triệu tiền mặt xúc bắp kém. Tiếp tục em nổ máy để chúng ta cùng nhau phân tích. Ok. Ok. Máp xuống 37 kém. Tay ga Xuân Dần vào lấy 3 triệu đêm nay. Bây giờ thay cái gì để tỷ lệ hòa khí lên được 14 phẩy. Và do tất cả những anh em cao thủ đó là ở trong vòng lập kín. Ở cái vòng lập kín là ở trong cái lý tưởng nhất. 14,7 trên 1 gram xăng gì đó. Rồi, tiền đêm nay mua lại kiến thức của anh em là 3 triệu. Tiếp tục bỏ 3 triệu luôn. Sáu tờ. Một tờ mua kiến thức anh em. Hai tờ, ba tờ, bốn tờ, năm tờ, sáu tờ. Rồi. Ok, Hoàng Út cao thủ này vào luôn đi. Lấy 3 triệu mai nạp cạc. Hoàng Út vào comment đi. Lấy 3 triệu mai nạp cạc. Mai ăn nhậu tẹt bô ấy, 3 triệu này mẹ nhậu tẹt bô. Một trăm ba mươi điểm lô đề đấy, đi anh em, ghê nhở, thần đề nào lại phán 130 điểm rồi.
Tay ga đơn giản lấy 3 triệu đi. Vào trong này chúng ta anh em nào có chuyên môn thì phân tích. À con này hở đồng tiền hả? Thay luôn bộ ba luôn. Sao anh lại coi thông số sao anh biết là hở đồng tiền nhỉ? Anh căn trần anh trả lời sao mà anh biết là cái này bị hở đồng tiền nhỉ? Hở đồng tiền là em thay luôn họng ga luôn á. Nhá, hở đồng tiền là em thay luôn họng ga. Phải không? Em quay camera mọi người xem sướng không? Bấm em cái số 1. Bây giờ hỏi nè, bây giờ live stream nè, ở trong trang fanpage anh em thấy quay camera anh em nhìn có rõ không? Có rung tay không? Mẹ phải đầu tư điện thoại 13 Pro quay. Một cây quay trị giá khoảng 280 nữa, dựng quay không bao giờ rung giật. Và châu săn lúc nào để kế bên. Còn anh em nào muốn xe zin đúng không? Zin đúng không? Bảo ở xoáy nòng lên cốt, cái này lên cốt 1. Đúng không ạ? Không phải 25. Được chưa? S tăng đa lên cốt 1. Còn nếu muốn, ngày mai là con xe này zin đét, chạy mới có 1.000 km. Đấy, là 1.000 cây. Thích thì ngày mai tiếp tục lại là con này. Con này đừng có nói là bổ máy nha. Bổ máy là khéo à. Khéo là mẹ nó ăn cây ngay đấy. Riêng con này zin đét. Đấy, con này. Thích thì ngày mai. Được chưa? Con này ôi ô mới có 1.044 km. Xe này chắc anh em ai cũng biết rồi. Xe của mình mua, đúng không ạ? Cái thời mình mua nó mới len keng cơ. Đấy, nói chung là mình chỉ có tháo áo ra, mình dựng mình để đây thôi. Đấy, còn thích thì cả winner nữa này. Đó, chưa có biển số. Đấy, mai chúng ta sẽ coi tỷ lệ hòa khí. Còn những con xe này bỏ qua nhé. Mấy con này lúc nào nó chả là 14 phải mấy. Đúng không ạ? Nó luôn luôn dao động 13,5 cho tới 14,5. À, những cái loại xe này đây, tiếp tục chờ những cái dòng xe được cao đó, ngày mai à, kể cả winner kia không chơi nhá đó, rồi ad sai rồi đấy. Còn những cái loại này thì lúc nào nó cũng phải là 13,5 14,5 rồi, ok đúng không ạ? À, trừ lúc nào cũng cho phép đẹp đẹp lắm, 34 34. Kể con này đây, con này này đừng có nói, đây này con này lên cốt 1 luôn này. Hai con này S tăng đa zin lên cốt 1 hết. Con này cũng 13,5, 14,5 dao động liên tục. Đúng không? Ở trong vòng lập kín. Tiếp tục. Anh em nào có thích chơi nữa thì mình nổ máy luôn. Đó. Đây này, qua con này cho anh em này. Nào thì hơi nào. Nào thì ông Trần bảo lên cốt mấy nào. Nòng nào. Ở đây thì chỉ có xoáy thôi. Rồi chơi con này tí này. Coi có 13, 14, 15 phải không. Nha. Đêm khuya rồi người ta ngủ. Đó. Tiếp tục. Ok chưa? Chơi con này. Hết con kia thì chơi con này. Đó. Để máy đây luôn. Chỗ nào vén nó lại không nhỉ? Giữ nó không nhỉ? Rớt. Ok. Rồi, đẹp. Tay ga Xuân Dần vào trong này comment Đoàn Hoàng để lấy 3 triệu nhá. Không comment lung tung. Rồi. Ok, coi nhiệt độ bao nhiêu độ rồi, 40 độ, chờ chút lên 60 độ đi. Rồi, quay camera phải quay như vậy nha anh em, nó mới nét. Mọi mốt mọi người hỗ trợ ban bận cũng vậy.
Còn mọi người cứ cầm điện thoại, mọi người cứ khua khua này thì hoa hết cả mắt. Đó. Không rung xe luôn này. Rồi. Ban của em hôm trước mới phê tay ga Xuân Dần, ngày mai comment. Không còn mơ mới có tài liệu. Mẹ, mấy ông cụ cứ phét lác. Xe hai bánh, 3 số 1. Hở đầu tiên mà vòng tua máy đẹp thế kia ư? Ok. Cho RVM 1700-1800 luôn á. Rồi, 1500-1600. Ba triệu ngoài lấy trời. 3 triệu ngoài lấy. Nhiệt độ mới có 48 độ C à. Cho vào phân tích khí thải sớm luôn. Cái này chỉ cần coi một trang đầu thôi. Đó, này. Được chưa? Ờ, đẹp, trừ này, 3 này, 7 này. Đó, không phải mấy à. Đấy. Ok, nhảy. Trời, thông số này bố nào bảo sai nữa, mẹ tôi tặng luôn. Tặng luôn cái số xe này luôn. Đó. Ok, lên cốt 1. Rồi, phân tích nhá. Đó, nó phải dao động như vậy. Ngày mai con SH mà hay nó quay lại, anh em nào bảo dao động như vậy được 3 triệu. Đó, sai lầm. Sao anh Khánh mô tô? Khánh mô tô ơi, sao sai lầm anh trai? Comment cho em cái. Anh Khánh ơi, sao lại là sai lầm? Nên anh em không quan trọng điều đó đâu. Cái quan trọng anh em làm con xe nó chạy ngon, động cơ nó êm, mượt. À, lấy tiền khách hàng cảm thấy người ta cười. Đấy, cười vui như kiểu mà 30 Tết ấy. Là anh em thành công. Đấy, rồi. Còn mọi người ở đây là đừng có hỏi em là nới cò hay là căng cò. Ở đây là em chơi đủ các loại thế giới thôi. À, đủ thế giới bởi vì em ở đây em sửa rất nhiều xe ga. À, bổ máy làm nồi đúng không ạ? FI em chơi hết. Lật tầm. Xay tục cam, tay em lắp. À, không biết anh em có tin tưởng tay nghề không? Tay em lắp. À, tay em lắp, em căn tầm cam thì anh em chắc là phải phê xì rồi. À, một ngày em có thể là lính nó rửa máy, một ngày em treo khoảng 4 đến 5 con máy này là bình thường. À, anh em yên tâm, đôi tay này em lắp động cơ thì mọi người lính của em thì em không dám nói, em lắp á. Nhá. Đấy, không biết mọi người có tin tưởng đôi tay này không? Đó. Em vô tầm cam thì mọi người cứ yên tâm. Thì lúc sáng em mới rã hai con xe này ra. Và chiều nay nó nổ hết rồi, anh em biết rồi. À, đặc biệt là trời mưa nữa. Đó, rã hai con máy này ra. Đúng không ạ? Con này làm luôn cả gen. Và chiều nay nó nổ Rora Imru. Đấy thì anh em ok rồi, tin tưởng em. Xe chụp cam không có. Nha. Yeah. Ok ha. Đấy, dao động như vậy đẹp không? Đấy. Ok, loạt. Đấy, với em thì nó chẳng quan trọng vào thời gian phun đâu. Thời gian phun thì nó phải tùy thuộc vào cái kim. Còn nếu kim zin nó thì cứ khoảng 0.8, 2.2. Nếu mà áp bơm chuẩn 3 kg, 2.8 cho tới 3.2 kg nhá. Kim xịn nó luôn luôn ở trạng thái 0.8 cho tới 2.2. Còn kim lô thì em không dám nói, em sẽ nhìn vào đây. Đấy. Đây. Thế là kết thúc. Nhiệt độ mới có 57 độ. Mà nó đẹp tới mức độ như vậy rồi. Còn nhiệt độ mà lên tới 80 nữa thì anh em biết là nó đẹp cỡ thế nào. Nha. Dạ. Cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em. Được chưa? Nhiệt độ 60 đến 80 còn đẹp nữa anh em ạ. Rồi, cho em cái thả tim đi mọi người ơi. Tim đâu, tim đâu? Tim đâu, tim đâu, tim đâu? Tự em thả tim cho em thôi.
tim đâu à, ok. Yêu em không ăn, ok. Làm vài lon bia cho mát. Hưng Phạm xin chào anh, đi uống bia cho mát. Em mới tắm xong rồi, chạy ra trời mưa rồi. Rồi thông số 60 độ C. Bắt đầu em đi tìm Triệu Phú. Triệu Phú. Ok. Còn anh em xe không có cảm biến map thì anh em nhìn vào oxy à? Nhìn vào oxy biết hở hơi hả? Những anh em nào xe không có cảm biến map biết là hở xúc bắp thì nhìn vào gì ạ? Nhìn vào oxy hả? Dạ, comment giùm em cái. Độ 13 phải cho tới 14 phải dao động nhảy như đom đóm. Yeah. Có cái hệ số môi trường này thì kệ nó nhá, anh em không quan tâm. Yeah, đừng quan tâm cái này. Nói công anh em lại bảo là HSM ở Trương Trương trừ 16% là gì, đừng quan tâm nhiều. Thôi thì cũng khuya rồi, 3 triệu chẳng anh em nào lấy. Cũng cảm ơn tất cả tấm lòng của anh em. Thấy Đình Tuấn thương tội thì anh em không lấy tiền. Còn anh em nào góp ý đúng thì mình cũng trả anh em, đó là cái phí. Bởi vì anh em đi học anh em mất tiền mà à, anh em đi học anh em mất tiền à, những thầy dạy các anh em tốn tiền à. Thì ở đây thì anh em nào học chỗ thầy nào thì dạy giỏi dạy tốt, thì anh em nhìn thấy cái thông số đó, anh em bảo sai cái gì, mình cũng chơi mắt mùng với anh em hết rồi. Tất cả nó đều là clip trực tiếp live stream trên một cái điện thoại cực kỳ nét và hiện tại nhất ở trạng thái độ sáng và đồng thời máy và đồng thời cây quay và đồng thời đủ để chúng ta cùng nhau phân tích dữ liệu. Nhưng thật sự ở đây anh em nào không có ai lấy cả. Đấy. Còn anh em nào biết thì chúng ta cứ thổ lộ ra. Có nhiều anh em bảo ồ tôi đi học về nhà mất khoảng mấy triệu. Ồ thằng Tay Ga Đình Tuấn này nó đưa có 3 triệu mất công lộ cái bài này. Nhiều anh em mà lần sau cứ như vậy làm, nhưng không phải, nó có rất nhiều vấn đề khác nhau. Nhiều anh em cứ thoải mái chia sẻ đi, chứ không phải là lần sau anh em gặp cũng cái ban như này mà anh em lại thay cái đó lại hết đâu. No, không có nhá. Anh em hiểu không? Đó, ban bận thì hầu như nó khác nhau rất nhiều. Chứ ở đây là mình nói thật luôn, chứ nhiều anh em bảo thôi 3 triệu của thằng Tuấn ít quá. 3 triệu của thằng Tuấn ít quá, lỡ may mình nói ra ở trong này có thể là 100 anh em thì mình lấy có 3 triệu của Tay Ga Đình Tuấn, còn 99 anh em khác người ta học, người ta biết rồi hãy cho đi rồi sẽ nhận lại. Coi như lấy 3 triệu đi, ít cũng được, thì nhiều anh em người ta sẽ coi trọng những anh em đấy. Những anh em nào đi học những nơi nào phân tích cao sale ấy, Tuấn không phải nói xạo anh em, như mẹ phân tích ở đâu thì Tuấn không quan trọng. Cái quan trọng mà tới Bình Định này mà để tôi làm cho anh em, để anh em phân tích thì chắc cũng là toát mồ hôi đít. Tôi dám đảm bảo tiếng cho anh em nhé. Đấy. Bước tới Bình Định này nói mà để phân tích chuẩn, hiểu đúng học đúng, tôi đánh ban hoặc là tôi làm con xe để phân tích chắc phải là xịt khói đỏ khói đen. Đấy. Đấy. Chứ anh em phải hiểu điều đó. Còn cái quan trọng là mình đã hướng dẫn với anh em rồi, không quan trọng nó âm tới 13 độ thì cũng kệ ông nội nó. Khi nào nó ở trạng thái oxy cứ nhấp nhô ở trạng thái 900 cho tới 1000, nhấp nhô ở đó chúng ta sẽ xử lý. Và xử lý cái quan trọng là túi tiền của khách hàng. Anh ơi cái này bị kim, kim 600, ôi chuẩn bị phải chết. Tiền đâu em, xe anh vẫn chạy được mà kim cái gì mà kim. Thì lúc đấy thì chúng ta cũng móm. Cái quan trọng là khách hàng người ta có móc cái hầu bao ra hay không, hay là bây giờ mang cái máy vào phân tích. Ồ anh ơi, chị ơi, cái xe của anh chị ở trạng thái oxy 900 cho tới 1000 ở ngoài giải, cái này em kiểm tra thì cái này bị kim phun rồi, thay 600. Thì bây giờ người ta bảo xe anh vẫn chạy được mà, hào có tí xăng, không có tiền thì làm cái gì. Đó. Thì cái quan trọng làm ok, nhiều lúc anh em không cần phải hỏi. Cái xe này Tuấn ơi, nó trừ 5, xe này trừ 10 có sao không. Bởi vì hôm nay không phải là ngày rằm. Đấy, mà trời mưa thì chẳng bao giờ có sao mọc đâu. Đấy, sao, có sao không. Thì khi nào có sao ở trên trời thì chúng ta mới nhìn thấy sao.
5, 6, 7, 8, 10 bình thường. Ví dụ như con xe lít và SCR, chúng ta cứ nhịp tay ga lên, chúng ta cảm thấy tối ưu được là con IC không già. Nhiều ngày xưa anh em cứ bảo IC này già, nó làm như anh em già á, già tùy theo. Đấy, thì anh em chỉ cần là cái mục đích như vậy rồi. Ví dụ như con lít và SCR nó trừ khoảng 12, 13, nó chẳng hái là gì, nó quá lâu rồi. Đấy, cái sự hao mòn, mỗi thứ nó hao mòn một tí. Để làm được mà nó chuẩn trừ 3, trừ 4 thì mẹ thật sự cái số tiền nó bỏ ra là nó phải 3, 6 tờ cho xăng này không đủ. Anh em hiểu không? Đấy, hãy làm vừa phải nhịp khách hàng. Đấy, để khách hàng người ta hiểu. Chứ không phải các bạn đi học sâu về các bạn thì mẹ hù ma dọa khỉ oxy ngoài giải. Bố khách hàng chẳng biết ngoài giải. Và cái quan trọng là ngoài giải, quan trọng là thằng thợ. Và đồng thời nó phải nói được, nó làm được, khách hàng có tiền thì mới đưa ra. Đấy. Bây giờ tôi hỏi là trên Việt Nam này bao nhiêu người đi học về nhà phân tích giỏi, có tiền không? Có cửa hàng lớn không? Đấy. Nhiều ông học đúng, hiểu đúng, có giàu không? Đâu, những anh em nào đi học hiểu đúng, về nhà một cửa hàng to giơ tay lên. Đấy, bảo tôi hiểu đúng thì tôi giàu. Đâu, giơ tay lên nào. Trừ khi những người đó có thâm niên tay nghề 15 năm, người ta va chạm với công nghệ sớm. Còn những anh em mà những cái tiệm mà nhỏ nhỏ đi học lên, đâu? Đi học những nơi nào phân tích đúng để thành công nào? Bấm số 1. Tôi bảo đảm bảo ở trên Việt Nam này chắc là nó chỉ là cái đầu ngón tay. Còn những anh em nào cỡ tầm cỡ như tôi hoặc là hiểu biết đi học thì tôi không nói. Còn những anh em nhỏ nhỏ đi học đâu hiểu đúng những cái trường trung tâm đào tạo quốc tế Anh ngữ đâu. Ra được mấy bố mẹ làm xe ga, vướng xe cỏ làm hãm hồn. Lâu lâu vào phân tích oxy ngoài giải. Khách ở quê không có tiền thì lấy gì ngoài giải. Cái quan trọng là cái chiến lược. Mọi người thấy không? Bugi mở ra là đẹp. Trung Nguyên hiểu không? Và hai nữa xúc bắp nấm ở quan trọng mọi người già, mọi người thợ tiện nó làm. Nó có ok không? Thì lúc buổi chiều nay em đã nói rồi, có một anh em đi già xúc bắp đi xoáy về nhà chẳng kiểm tra tin tưởng thể tượng lại tháo ra. Nó hẳn cho 2-3 ngày. Thì hôm nay có một anh em này ở đây nó học bữa giờ gần tháng. Thằng cô em này ở đây nó lì tới mức độ cứ một ngày ăn uống mới ở nhà nghỉ gần hết 300 ngàn. Nó cứ ở nhà nghỉ một ngày 150. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, chưa kể mua nước. Ngày nó tiêu hết 300 ngàn, bữa nó ở đây một tháng. Ấy, nó học xong một tháng ở đây, nó cứ vần vò mới có xe này. Mẹ dàn xe này, cứ nay nó về nhà nghỉ, nó lại quên cái này, nó lại ra nó vọc. Mẹ xe ga, nó niếm nó lại sướng. Đấy, làm nồi, ra làm, chạy thử. Đấy, làm máy hôm nay cho lắp, nó bảo em lắp không bao giờ quên lồng đèn. Mẹ tài thật. Đấy. Mẹ cuối cùng kết thúc. Ở đây đâu anh em phân tích lấy 3 triệu nào, tay ga xuân dần nào. Không lấy được 3 triệu hay là mọi người tiếc, mọi người thương em hay mọi người sợ lộ cái tẩy, sợ anh em học, hãy cho đi rồi sẽ nhận lại. Ban không giống nhau, lần sau 99 người còn lại, ở đây tôi đang nói là 100 anh em, 99 người còn lại gặp cái ban như vậy xử lý thay cái đó cũng chẳng hết, thì tội gì tại sao anh em không chia sẻ để nhận được 3 triệu và lấy được 99 lòng của anh em khác tôn vinh mình là số 1. Chẳng ai là mình là số 2, chẳng ai là số 1 cả. Đâu vào đây toàn là trên răng dưới cắt tút hết. Thì mẹ anh em nổ như bom hết. Đâu anh em nào đi học những nơi nào đào tạo chuyên sâu đâu, vào phân tích lấy 3 triệu nào. Không có dễ ăn như vậy đâu anh em, hiểu không? Và nhiều anh em bảo không dễ lấy tiền Tiền Tuấn đâu, đúng. Trừ khi em cho đi thì mọi người mới lấy được. Không dễ lấy tiền Tiền Tuấn đâu. Kể cả nồi niêu xong chảo gì cả, anh em nào cứ nổ cứ tới đây hết, lấy tiền mang về hết. Làm không được thì thôi, ở lại một tuần. Mọi người cảm nhận điều đó không? Quan trọng làm cái gì cũng vậy, tay này, thợ tiện, thằng bán phụ tùng hết. Quan trọng là phụ tùng là một này, đi làm máy gặp thằng thợ tiện này, lắp cái động cơ thì cần thằng thợ này, ba cái này phải đủ yếu tố. Đi mẹ cầm cái máy lên biết bận thì mẹ trên đời này đâu cần đi học. Mẹ biết cầm cái máy ra biết bận thì trên đời này đâu bị hành. Thì mẹ bao nhiêu tiền tôi cũng đi học hết. Chuyên sâu. Đi học hết thì mẹ cứ cầm máy lên biết bận. Thì mẹ một thằng bác sĩ kia thì mẹ học tới 4 năm, 4 năm rưỡi. Tiếp tục học thêm thì mẹ 2 năm nữa 600 mấy. Ra đầu tư một cái bệnh viện thì mẹ tiền hàng lên chục tỷ. Mẹ bất bận còn sai lên sai xuống như một em bé ở Ninh Thuận hay Bình Thuận.
một em bé mẹ nó đi thi hoặc lên trường gì đấy, né cái ô tô mẹ nó cua tông vào trụ điện mất, mẹ một cái bệnh viện to trà bá lửa, bảo là bị gì, có nồng độ cồn. Đúng rồi, chưa ăn ai nhưng mới bố cầm cái máy lên. Đâu vào đây tay ga số dần lấy 10 triệu luôn đi. Rẻ thế đâu phải bị ăn. Mày ông nào mà chỉ tôi phân tích dữ liệu mà ok thì mẹ tôi học một ngày 10 triệu một ngày thôi, chỉ cần chỉ tôi nhớ nhanh lắm. Ê, cái này sai nhá. Vào trong này luôn thì mẹ trả 20 triệu. Đào tạo đẳng cấp, mẹ chuyên nghiệp, học đúng hiểu đúng, mẹ về nhà mẹ nó dạy 50 thằng, mẹ 40 thằng ngồi ngắp ruồi. Nên anh em cứ như vậy thoải mái, mở ra kiểm tra buji cảm thấy nó đỏ là được. Mà đa số là xe Honda nó trắng lắm, nên xúc bắp lửa nó toang sớm, mọi người hiểu không? Lúc nào xúc bắp lửa cũng toang sớm hết. Và đặc biệt là gì? Xăng tạp chất. Đấy. Pha chế không như ở nước ngoài. Đấy. Thì vào trong động cơ đốt. Đấy. Thụt thụt thò thò, lúc thì xăng, lúc thì dầu. Nói chung là không đủ chất lượng xăng 100%. Mà nó bị pha trộn khoảng 95% gì đấy. Rồi xăng 92 khác, xăng 95 khác, mẹ chân lật nhau giá tiền. Đấy, người này bảo đổ xăng 95 chạy nó ngon hơn xăng 92. Bốc hơn. Xăng màu đỏ đỏ, xăng 92 màu xanh xanh gì đấy. Thế nó còn đủ vấn đề nữa không ở cuộc sống này. Đấy. Thằng Sơn Nam tầm bậy tầm bạ, mày lại bảo cầm máy hù ma dọa khỉ. Hù ai? Mẹ lại cầm máy lấy oxy ngoài giải ấy, ăn là bảo con ấy rồi, không có tiền thì làm cái gì. Cái quan trọng là các bạn phải hót ra tiền. Ê, không phải là thì mẹ các bạn giỏi mà hót ra tiền được. Cái thiên thời nó phải địa lợi. Đấy. Thiên thời địa lợi. Đấy, các bạn phải có đủ yếu tố như vậy. Mặt bằng. Ê, tiền. Trời cho khách hàng ủng hộ. Nó nhiều yếu tố như vậy chứ. Bù gì sáng mới sợ. Mẹ nên cuộc sống này nhiều trục anh em mẹ cứ bảo cái máy ơi Tuấn ơi cái này bị cái gì. Nhiều anh em kia cầm cái máy lên biết bận. Thì bây giờ nó âm là chuyện bình thường chứ anh em ECM. Tại sao mọi người phải hiểu như thế này. Một con ECM nó đơn giản như một con người chúng ta. Một con người thực vật. Đấy, một con người bị bệnh đau. Tôi xin chia sẻ cái chia buồn với nhiều gia đình có con cháu bị bệnh đau. Thì bây giờ cứ đến giờ là gia đình phải nhớ mang cơm. Đến giờ phải đi tắm. Bởi vì người ta không biết cái gì cả. Còn một người bình thường thì lúc này có ECM hoặc là tất cả yếu tố tay, chân, mắt, mũi, đúng không? Tín hiệu đầu vào, đầu ra. Đây đầu vào này. Đó, ăn là vào, hít là vào, thở ra. Và đồng thời chúng ta đi. Đấy, ăn vào thì phải đi, nó mới tuần hoàn. Tai nghe, mũi ngửi, mắt nhìn thấy, tay. Đó, tín hiệu đầu vào. Thì đương nhiên cái đầu chúng ta mới xử lý được. Đấy, và đồng thời cặp mắt nhìn thấy ở ngoài xã hội. À, thằng này, thằng đều. Vì vậy thằng này đại ca. Thằng này sống không tốt, né nó ra, nhịn nó, đừng có cương. Không phải là nhịn nó là mình sợ nó. Đấy, nhiều lúc nó cứ làm tới, cứ bảo, thằng này sao nó cứ nhịn hoài, đó là nó nhịn. Đấy, không phải là nó sợ đâu, nó dạ dạ vân vân, nhưng chưa chắc là sợ. Máu người chứ không phải là máu lờ, chẳng hạn như thế. Thấy không? Này, mẹ máu người nó khác máu lờ đâu Hoàng, đục vào sẽ thấy cằn. Thì đó, nó sẽ tú u nguyên liệu cho anh em ở trạng thái hôm nay cái tay này nó mệt. Thì nó cần phải tối ưu nhiều hơn một chút xíu. Bởi vì nó mệt mà. Đấy, không ăn được. Còn bây giờ nó có tiền, nó rong rả. Cứ một ngày nó kiếm khoảng vài triệu, nó ăn uống bình thường. Thì cái đầu nó thoải mái. Và đặc biệt là lấy được cô vợ đẹp. Tối nào cũng ôm. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm. Tại sao giờ này ăn live stream, giờ này là 23 giờ thiếu ăn chưa về. Em nhớ ăn. Ăn về nhà, giữ gìn sức khỏe. Đấy, còn để phục vụ cho em. Đấy, và kiếm tiền để nuôi cho các con. Thì ok là một cái đầu mẹ nó ok, nó nhẹ nhàng kiếm tiền được vợ yêu. Nó sẽ là tối ưu ở trạng thái 3-4. Đúng không? Đấy, còn ở ngoài giải thì có nghĩa là nãy tôi nói là bị bệnh đau. Hoặc là bây giờ chúng ta ở nhà có một người con ăn xong nó cờ bạc. Xã hội đen nó luôn luôn tới nhà, nó tạt acid. Người bố người mẹ bảo đứa con ơi thôi đi. Con biết không, bố mẹ nuôi con giờ này là học hết lớp 12 rồi. Con không đi đại học được nữa. Thì bố kiếm cho con cái nghề con học.
con cố gắng, con dần dùm. Đấy, bố mẹ cho thêm con mở cửa hàng gì đó để làm ăn và kinh doanh. Nhưng thằng này thì mẹ nó cứ lao vào đề bóng đá, lề bóng đá. Đúng không ạ? Bố mẹ nó trả, cứ cày lưng trả cho nó. Sợ giang hồ lấy cái lỗ tai hoặc là cái tay của nó bảo nó không nghe. Thì bây giờ bố nó phải ngoài giải. Thôi thì bây giờ bố bảo con không nghe, con là ở bên ngoài, xã hội đen làm gì con thì con phải chịu. Bởi vì bố mẹ bây giờ không có gì để nói được con nữa rồi. Nó đơn giản một con IC là một con người chúng ta, thế thôi các anh hiểu không? Không quan trọng là nó quá nhiều. Cái quan trọng lắp cái động cơ kệ cha là cái quả gì lắp vào nó êm. Thế thì thầm bảo hành cho khách hàng. Khách hàng ra châu săn. Rồi có bảo hành đi thì thầm. Thằng này làm máy ngon, thằng khác. Thế là cuộc sống này có tiền. Thì ở đây là em giải thích hết cặn bã rồi. Không còn cái gì để em giải thích nữa. Hy vọng rằng anh em sẽ hiểu cái điều đấy. Đấy. Ok. Mày, Hải Hoài, em học của ai và em học chiến lược của ai mà giỏi thế? Bữa nào chỉ cho ăn một khóa đi em trai. Đấy. Đấy mọi người hiểu không? Rồi nhiều ông này cầm cái máy này thì mày kiểm tra CKB hư. Ông này kiểm tra bảo là bơm xăng hư. Để nó kiểm tra vậy mới ông có sửa được không? Đấy, bây giờ nó bảo bây giờ cái máy là nó kiểm tra bảo cái này hư. Hư chan, bốc phét bơm xăng, mới ông tháo ra thay con chan, con bốc phét đấy hiệu có bơm không? Chưa chắc. Rồi chưa? Nó hư tới vì xử lý hoặc đứt chân thì sao? Chứ không phải là nó chỉ cái đấy là anh em múc ra được, làm như dễ thế. Cơm ăn vào mồm chúng ta và nó còn rớt. Ở trên đời này chẳng có ai bưng cơm tới tận mồm đâu anh em. Cuộc sống này có hai thành phần bưng cơm tới tận mồm, gọi là đại gia. Đấy, cơm bưng nước rót. Hai là người bị khùng bị điên. Đấy, còn một người bình thường đấy thì không có ai bơm cưng bơm nước rót tận mồm đâu. Đấy, trừ khi đau bận nằm liệt giường liệt chỗ thì mới có cơm bưng tận mồm. Đấy, còn bình thường đây và cơm vào còn rớt lên rớt xuống. Thì mọi người phải hiểu đúng không? Tay ga Xuân Dần, Đình Tuấn này cái thứ gì cũng chơi được hết. Cứ biết sao cuộc đời này phải biết người đúng người sai để mà né. Ra đường gặp rất nhiều những thành phần trên răng dưới cắt tút. Thì chúng ta phải né thôi. Chứ chẳng cuộc đời này chẳng có gì phải sợ cả. Rồi cứ đụng vào rồi thấy cằn. Chẳng hạn như thế. Bỏ tiền ra thì chúng ta sẽ mua được tất cả. Được không ạ? Rồi thì cái cuối cùng đêm nay Tuấn live stream từ bấy giờ mọi người cảm thấy hay, ủng hộ cái này, nhắn lên, không phải hết hàng. Đấy. Đấy. Yêu em thì ủng hộ đi mọi người. Đó, mỗi người khoảng vài bộ. Ây, giời ơi. Mai lại có nhiều clip hay. Đó, thương thì thương cho nó cùng với mọi người. Yêu em đi để rồi mới chia ly, dù là trong cơn đau còn có nhau. Rồi nồi niêu xoong chảo em được kit tới 2-3 lượt chống xét. Đó, vi sờn ở đây còn 5 bộ. À, còn 2 bộ nhá. Rồi. Đó. Hết hàng. Đây, anh em nào yêu thì ủng hộ. Rồi, ngày mai gửi cho anh trai ở Huế 10 bộ. Nhá. Đấy, cả dài cả ngắn. Đó, anh em nào yêu quý thì ủng hộ. Rồi, kẹp trượt bao mọi người xịn. Đấy, một bì 125-110 ủng hộ. Rồi cho em quả xẻ đi. Tụt like rồi. Nghe bán nồi cái là hết hay rồi. Là tụt like ngay. Và ủng hộ ngày mai là có cái like. Mọi người hiểu không ạ? Rồi tay ga Xuân Dần chuyển khoản bao ship.
Rồi IC Lead SCR còn một cục. Lúc trưa livestream 5 cục, hai anh em chốt 4 cục còn một cục. Về nhà đừng hỏi cái nguồn 9V vào chân số 13 là cái dây màu hồng. Cắt bỏ hoặc là đồng thời nó hư container, bỏ luôn. Cắm vào ăn ngay. Lead SCR từ đầu. Đấy, đừng có quan tâm ở cái dây mà 9V là dây màu hồng chân số 13 nữa, vứt bỏ, cắt bỏ luôn cũng được, hoặc là để như vậy, hoặc là nó hư container nằm trong ổ khóa, kệ nó, cắm vào là nó sẽ nổ thôi. Còn một cục duy nhất có vài trăm nghìn. Rồi kẹp trượt 125-110, bảo đảm là hàng chất lượng, giá hơi chát. Rồi comment ủng hộ cả nhà. Rồi cảm biến oxy 1 giây, về nhà dài thì cắt bớt cho tất cả những dòng xe, miễn sao cái gen này bắt vào là được. Đấy, dài cắt, đúng không ạ? Lấy mỏ hàn, hàn xịt một cái, lấy keo hơn nóng bỏ vào đốt bụp. Rồi lượm lúa. Rồi cảm biến oxy O2, cảm biến cuối nguồn, cảm biến để ngửi được oxy thừa thiếu, đúng không ạ? Ở trong động cơ thải ra môi trường. Đấy, nói như vậy tóm tắt cho dễ hiểu. Rồi chuyển khoản bao ship tay ga sử dụng lâu rồi chẳng thấy ủng hộ cái mẹ gì hết, chả hết cả người. Có nhiều anh em tốt mẹ chẳng thấy ủng hộ cái mẹ gì cả. Rồi cục bấm nước cho tất cả những dòng xe 25, giá công khai 300k, hàng bao VIP, bao chuẩn, bao đẹp. Đấy, có 300.000 ở trên mạng đang bán 350, tôi bán 300.000 mua 285.000. Đây ship cop kiếm là được 10.000. Anh em nào ủng hộ hai cái ngày mai có 20.000 ăn tô bún nha, hoặc là mua gói thuốc, comment ủng hộ inbox. Đấy, bộ bơm nước đấy VIP giá 300k lắp cho tất cả những dòng xe điện tử. Đấy, ủng hộ đi anh em. Ok, ngày mai sẽ trả hết nồi cho anh em. Toa hàng khá là nhiều, đang nợ anh em toa hàng nhiều quá. Ngày hôm nay giao được có 12 toa. Ok, ủng hộ em đi mọi người. Yêu em đi mọi người. Rồi, chục buji này có chở hàng ok. Anh em nào yêu mến thì ủng hộ em luôn đi. Nè, buji này có chở nha. Chụp ở rất tốt nha. Nè, đồng không là đồng. Đó, anh em nào yêu quý ủng hộ, kiếm cái chụp buji 1.000 đồng cái nào. Mẹ mua một đống tiền, mua cả vài trăm cái buji, bán cái lời có 1.000, 2.000. Đấy, có nhỏ thì mới có to, có xương thì mới có thịt. Đấy, cái gì cũng vậy, từ khó thì đương nhiên mới đi lên thành công được. Cứ bây giờ cứ chọn cái dễ thì cái khó ai làm. Rồi anh em nào ok ủng hộ em 10 cái chục buji. Tuấn ơi, mày bán cho tao 10 cái chục buji, thấy mày live stream hôm qua hay quá, tao ủng hộ, cảm ơn. Đó. Đấy, được không ạ? Yêu nhau thì hãy yêu như thế, mới gọi là anh em. Mà anh em bây giờ cả năm cả đời mẹ có cái chục buji mua sợ đắt sợ rẻ. Mẹ bảo thằng này nó bán 13.000, 15.000, bên kia bán có 10.000. Mẹ chụp tùy theo chụp. Đấy. Rồi kim 110 lắp cho AB đầu bò và vi sơn. Đã có hàng. Ok, hàng tất cả bảo hành, lỗi lầm gì quay đầu. Mẹ đừng bao giờ vít xỏ rác. Tiền cả, đúng không ạ? Bị lỗi lầm cái gì tay ga thì Tuấn chịu hết. Địa chỉ có tọa lạc tại 42 Trần Phú, thị xã An Nhơn, Bình Định. Hotline 0909 755 993. Zalo, Facebook tay ga thì Tuấn. Một cái Facebook phụ Tuấn Thành Đạt, bởi vì giàu có thành công, đặt cái Facebook đấy chơi tí cho đỡ buồn. Bởi cuộc đời không bao giờ nghĩ mình có trong tay 1 tỷ. Khi trong tay có 1 tỷ thì nên đặt một cái Facebook Tuấn Thành Đạt. Thế thôi, nó chẳng là cái gì to tác cả. Tỷ với 2 tỷ, miễn sao đạt cán mốc 1 tỷ là mình sẽ thành đạt. Bởi vì mình là con số 0, mình ở vũng bùn leo lên,
Đấy, thì mình ok, Lê Quốc Tiến ngày mai dọn hàng, kim chị hộp ga, văn có, Zalo. Cảm ơn mọi người. Nói thật, cuộc đời này chúng ta chẳng cho nhau được gì. Nếu có duyên thì chúng ta gặp nhau uống lon bia, chén nước trà. Còn đa số anh em mình ở xa, chẳng cho nhau được gì. Đình Tuấn chỉ biết cái gì về hệ thống FI, về kiến thức thì mình chia sẻ. Anh em cảm thấy thằng Tuấn này sống được, sống tốt thì anh em ủng hộ. Chúng ta có qua có lại thì nó sẽ là toại lòng nhau. Anh em sẽ luôn luôn ở bên nhau. Đấy. Ok. Đấy, cái gì cũng vậy. Tuấn là lúc nào nó phải là thẳng. Đấy, thì chúng ta gặp nhau thì có thể là nghỉ được một ngày, anh em sửa xe, anh em sẽ mất tiền. Đón chào Đình Tuấn, chúng ta làm chén bia chén rượu. Đấy, như là kiểu anh em mà vừa rồi tam quan. Đấy, uống xong rồi lại say, ngày mai lại nghỉ mất một ngày, tự nhiên là làm phiền anh em mất hai ngày. Còn anh em mình ở xa, cảm thấy những cái video clip thằng Tuấn chia sẻ nó là thật. Nó sống không điếm. Đấy, thằng này sống được, tính ngay thẳng. Thì mọi người yêu mến ủng hộ mấy cái này thì nó lại có sức sống, nó lại live stream, nó lại mua xe, nó chăn thủ những lúc có ban bận. Đấy, nó không ngủ, nó không ăn để tiếp tục nó chia sẻ những ban bận hay, hoặc là sẽ úp lên YouTube, đó, mọi người lại xem. Xem mọi người lại học. Đó. Rồi mọi người lại có cái bài học, mọi người lại có kinh nghiệm, mọi người lại có cách kiếm tiền riêng. Rồi vợ mọi người lại hưởng cười tít tít. Nguyễn Tiến ơi, ngày mai em trả hàng cho anh em hết, ngày hôm nay em phải trả máy móc. Đó. Ngày mai em sẽ trả hết cho mọi người vào đầu tuần nhá. Ngày mai em không làm cái gì luôn, em chỉ lên toa thôi. Buổi tối nay em ra đây lúc 22 giờ em định lên toa. Mà lúc nãy em đã hứa mọi người em phải live stream, mất công mọi người bảo em thất hứa. Nên bây giờ nó rơi vào khoảng 1 tiếng rồi. Được chưa? Đấy, nên em không nào lên toa được. Sáng mai em lên trả hết toa anh em. Ok. Được chưa? Đấy. Rồi, hơi khuya rồi, cũng là 23 giờ đêm. Thôi không để những anh em phải thức khuya nữa, không phải để chị nhà đang ngủ mà anh em lại đang xem live, mất giấc ngủ của gia đình anh em, chị nhà và con cái. Đó, để ngày mai thứ hai các cháu nó còn đi học thêm nhá. Rồi, thôi chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ hạnh đúc bên chị nhà và gia đình người thân. Ngày mai thứ hai đầu tuần, Tuấn chúc cho mọi người luôn luôn mở cánh cửa tiệm ra, luôn luôn được đón chào rất nhiều những vị khách mang những con xe ngon xịn sò, và ai ai cũng dễ tính và anh em tư vấn, đúng không ạ? Tất cả ai ai ngày mai cũng đi mang một cái ví đít thật dày, tất cả ở trong ấy tiền đều là mệnh giá polymer rồi, mọi người tư vấn tốt, làm nồi xúc họng ga kim phun gì gì khách hàng đều gật gù. Ơi, đó là lời chúc Đình Tuấn muốn gửi tới tất cả những anh em thợ máy. Hãy cố gắng thật tốt đấy, để sau này chúng ta có số tiền để chúng ta không nghĩ về nhiều, để chúng ta được nghỉ ngơi sớm nhá. Rồi, thank you, vẫy tay chào nhau cái nhá. Ok, Lê Quốc Tiến, bữa nay thì Tuấn không thức quá hơn 12 giờ. Bữa nay toa hàng cũng vậy. Cảm ơn mọi người. Đấy, nhiều anh em có thể là chậm toa hàng 1, 2, 3 ngày, anh em đồng cảm, cảm ơn nhá, bởi vì công việc khá là bận. Đấy, nhiều lúc còn chạy đi ký đất, xe cộ lắp hàng hóa, nghe điện thoại, cháy máy hết. Đấy, rất mong mọi người thông cảm nhá, ngày mai em sẽ trả hết hàng. Rồi, thank you. Vẫy tay chào nhau cái. Ok. Rồi, vẫy tay. Thank you. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.